Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 275 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm các bạn nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi đó thì các bạn có thể vui lòng gửi một email ivthanhthi@gmail.com, y ngắn v y dài thanh thi y dài a@gmail.com các bạn nha, hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi dễ tìm và dễ kể lại câu chuyện của các bạn hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị này hiện tại đang sinh sống bên quận 8 các bạn, và chị kể lại một câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi, và cái người mà bị nhập á là cũng chính là chị luôn, chính bản thân chị bị luôn. Từ nào giờ á thì chị cũng tin là có ma, cũng tin chuyện tâm linh, nhưng bản thân chị thì chưa bao giờ bị ma nhát hoặc là ma nhập, cho nên nó là cái tin đó nó cũng mơ hồ lắm các bạn. Nhưng sau cái chuyện này á thì chị đã tin vào cái chuyện tâm linh, cái chuyện ma là có thật. Thì chị kể rằng á là do cái người em chồng của chị đó tên là Phong, thì anh Phong này á là có chơi thân với một anh tên là Diện, nhưng mà cái anh Diện đó đó là thầy, không biết là thầy tử vi tướng số nào đó, là coi cái anh Diện này nè là không cho, dặn với lại ba mẹ anh Diện này là không cho anh này vào cái tháng đó, cái ngày đó đi ra đường, phải giữ kỹ ở trong nhà, còn nếu không là sẽ có chuyện xảy ra. Thì khi mà ông thầy này nói thì ba mẹ anh Diện này cũng lo dữ lắm các bạn, cho nên nó là cũng tới cái ngày đó. Ngày đó thì mẹ anh nó là do không có nghỉ làm được cho nên vẫn đi làm, nhưng riêng ba anh là nghỉ làm, cho các bạn nghỉ làm để ở nhà canh con mình, không cho con mình đi ra đường. Còn riêng anh này thì lại không tin, anh này nói rằng trời ơi sống chết có số. Lúc đó anh chỉ mới 24 tuổi thôi nha các bạn, cho nên là cái tuổi thanh niên đó thì cũng không có tin đâu. Thì anh chỉ cười thôi và hả cũng bực bội ba mình lắm, mình không được đi đâu. Thì hôm đó không hiểu sao xui khiến thế nào á là mặc dầu rằng á là ba của anh này đã xin nghỉ làm cái ngày hôm đó rồi, nhưng tới trưa tự nhiên công ty gọi các bạn, nói rằng phải lên liền, lên gấp, tại vì bây giờ có chuyện phải giải quyết liền. Cho nên nó là ba nói rằng á là thôi bây giờ á ba đi lên công ty chút xíu ba về, con không được đi ra đường nha, ráng nghe lời ba qua ngày hôm nay thôi. Thì anh này cũng cười và nói ừ ba đi đi, con không đi đâu đâu. Thì khi mà ba anh này vừa đi cái rồi anh này lại xách xe ra đi nhậu các bạn, theo lời bạn bè rủ rê, và anh này đã đi qua bên quận nhất để mà nhậu. Thì sau khi mà nhậu say sưa cho đã đời, tới chiều hôm đó ba mẹ anh gọi điện hói quá trời luôn, thì kêu ảnh về, rồi ảnh mới về. Và khi ảnh về á là do say quá cho nên anh này đã tự động đâm vào trong cái bùng binh trước cái chợ Bến Thành đó các bạn, đâm vào cái bùng binh đó và chết tươi tại chỗ luôn. Thì khi mà đâm vào á là người ta đưa anh này vào bệnh viện, rồi ba mẹ anh cũng rất là đau khổ, mặc dầu á là đã biết được á là cái ngày này giờ này là anh sẽ bị như vậy, nhưng mà không tránh được các bạn, thầy đã cảnh báo trước rồi nhưng vẫn không tránh được. Và hả mẹ ba anh đã đưa cái xác anh vào làm đám tang trong nhà tang lễ, rồi xong rồi đưa đi hỏa táng luôn. Thì sau vài ngày á là do chị này nè, nhà của chị cách với lại nhà của bên chồng chị chỉ có 2 căn thôi, cho nên đó là chị rất hay thường xuyên, hầu như ngày nào chị cũng qua bên nhà chồng chị chơi hết các bạn. Thì hôm đó là chị qua buổi trưa, thì khi chị qua là chị gặp cái người em chồng của mình tên là Phong đó. Thì anh này không biết là đi đâu mới về, tự nhiên đang nói chuyện bình thường cũng báo tin cho chị rằng đó là thằng bạn em mất rồi. Thì chị cũng hết hồn, nó trời mới gặp nó đây, là do là thân lắm cho nên nó là qua cũng hay nói chuyện với chị, rồi tự nhiên bây giờ thông báo cái tin rằng mất như vậy đó, cho nên chị nói trời ơi tội nghiệp quá, còn trẻ chỉ mới 24 tuổi thôi. Thì tự nhiên đang nói chuyện bình thường á, cái anh Phong này tự nhiên cứ nhìn lên trần nhà các bạn, nhìn lên trần nhà xong rồi nói với chị rằng ủa sao tới thui vậy chị,
sao tớ thua vậy? Thì khi đó chị mới nói mày bị gì vậy? Trong khi đó là lúc đó trong nhà đang mở hai cái đèn và bên ngoài đang là buổi trưa chứ không phải là buổi tối nha các bạn, mà tự nhiên anh này lại nói rằng là sao tớ thua vậy. Rồi khi nói xong á là chị cũng chưa có nghĩ gì trong bụng đâu, nghĩ thằng này bị gì thôi, thì tự nhiên anh Phong này mới nói rằng là chị em á hả, hôm nay mở cửa mã em nè, nhưng mà em không về nhà được cho nên em qua đây. Thì lúc đó hả chị mới nói trời ơi mày khùng hả Phong, khùng hả? Thì anh kia trả lời rằng sao chị nói em khùng. Xong cái tự nhiên chị ớn, chị ớn cái chị mới thôi tao về, tao về. Thì khi chị trên đường chị về nhà chị suy nghĩ, tại vì cách có hai căn à, chị bước qua đi bộ cái tới, thì chị nói chỗ cái thằng này sao kỳ vậy, hay là thằng kia nhập vô sao thấy ghê vậy. Thì chỉ nghĩ như vậy thôi nha các bạn, cho tới buổi tối hôm đó là lúc 8 giờ chị có qua bên nhà chồng của chị. Thì khi đang ngồi bên nhà chồng của mình á, là khoảng nửa tiếng đang nói chuyện, tự nhiên chị cảm thấy rất khó chịu. Cái người chị nó xốn sang mà nó khó chịu một cái cách rất kỳ cục. Rồi đầu óc chị bần thần cho nên á, chị mới nói thôi đi về, đi về để nghĩ sao tự nhiên khó chịu trong người quá. Lúc đó thì chị nghĩ rằng chị bị trúng gió. Thì khi chị đi ra khỏi cửa nhà bên chồng mình á, tự nhiên nha, trời đất tự nhiên quay cuồng các bạn, quay cuồng. Mà chị nói rằng cái cảm giác chị nó mệt mỏi, nó quay cuồng một cái cách mà kỳ cục. Từ nào giờ chị là một cái người rất khỏe mạnh, đâu bao giờ bị cái trường hợp như vậy đâu. Cho nên nó là sao tự nhiên kỳ quá cho nên chị ráng cách hai căn nhà thôi, bình thường đi qua rất là nhanh, đi lại rất là nhanh, mà bây giờ đó là chị phải ráng để mà về nhà của mình. Thì khi chuẩn bị bước vào trong nhà của mình á, tự nhiên chị có một cái cảm giác như có một cái đôi bàn tay các bạn giống như là đang để lên cái vai chị và đè xuống, mà cái lực rất mạnh. Thì chị nói chết rồi, sao kỳ vậy. Mà lúc đó là người chị nha là khó chịu, con mắt chị tự nhiên tối thui, không nhìn thấy đường các bạn, thấy đen thui luôn. Thì chị nghi ngờ, chị nói chết rồi, có khi nào nó muốn nhập vô người mình không, nó thằng này nó muốn nhập vô người mình không ta. Chị nhớ lại cái chuyện hồi trưa mà anh Phong tự nhiên nói những cái chuyện kỳ lạ như vậy đó, thì chị nhớ lại, cho nên đó là chị nói rằng trời trời, có khi nào nó muốn nhập vô người mình không. Cái não cái trí chị vẫn nghĩ được như vậy. Thì chị cố gắng các bạn đi vào trong nhà và bước lại ngay cái bàn thờ Phật Quan Âm của nhà mình, tại vì nhà của chị này cũng có một bàn thờ Phật. Và chị bước đến xong rồi chị niệm Phật các bạn, chị chắp tay chị niệm để mà chị cố gắng để mà lấy lại được cái sức mạnh á, nhưng không được các bạn, không được. Lúc đó chị vẫn biết rằng nó muốn nhập vô người mình, cái vai chị rất nặng luôn, nhưng khi mà chị đứng đó chị niệm Phật vẫn thua và chị bị nhập luôn. Thì hôm đó là lúc mà chị bị nhập vào trong người hẳn á, thì chị nói rằng á, là cái cảm giác của chị lúc biết lúc không. Có người á, là khi mà bị nhập vào á, các bạn là không hề biết gì, làm cái gì cũng không hề biết. Nhưng chị này lúc biết lúc không các bạn. Đêm đó chị quậy quá trời luôn, la hét sùm, rồi hả chạy nhảy, rồi phá đồ trong nhà các bạn. Mà chị nói hả là đi, gia đình chị nói rằng á, là chị đi trên ghế không, đi trên ghế salon, đi trên bàn không, chứ không đi dưới đất đâu các bạn. La hét sùm hết. Đêm đó hả là mọi người không biết phải làm sao. Cho tới sáng chị vẫn còn quậy các bạn. Thì sáng á, vừa mới sáng ra là cái anh Phong là em chồng của chị chạy qua nhà xem thế nào, tại vì nghe người nhà nói. Thì khi mà anh này vừa bước qua cái rồi á, chị xoay lại chị hỏi rằng anh Phong sao không trả em cuộn băng. Thì khi mà anh Phong này nghe chị nói câu đó xong, cái ảnh hết hồn liền các bạn, hoảng hồn chạy về trong nhà của mình á, là hả chạy qua bên nhà của mình lấy cái cuộn băng đem qua bên nhà của cái anh hả là viện này để mà để lên bàn thờ, xong rồi đốt nhang trả lời. Thì tới chiều hôm đó đó là chị bắt đầu tỉnh lại, không có còn bị giống như là vẫn bị, nhưng mà cái trí thức của chị là chị bắt đầu tỉnh dần dần á. Thì anh Phong này qua nói là trời chị hả em á, trước khi thằng Diện nó mất á là em có mượn nó một cuộn băng, mà trong khi em mượn nó chị đâu biết đâu, chuyện đó là chuyện riêng của hai đứa em, mà sao hả tự nhiên hồi sáng là em bước qua mà tự nhiên chị hỏi em vậy, là em biết rằng nó nhập vô người chị rồi. Và lúc đó cái người dì ruột của chị đó
đã đưa chị qua bên quận 4, qua Linh Quang Tịnh Xá, đường Nguyễn Khoái quận 4, cái chùa mà thầy hay nói với các bạn đó các bạn. Thì khi chị qua đây nè, là sư Dinh là cái người trị cho chị. Thì chị nhớ rằng đó là lúc đó nè, cái thần trí chị biết nhưng không thể nào chống cự được cái vong đó. Cái vong đó nó ngự trong người đó các bạn, mà nó chưa chiếm hết cái thần trí của chị. Mà chị biết nha, chị nhớ rằng chị quỳ mà chị lại sư Dinh. Thì nếu các bạn có đi bên chùa Linh Quang Tịnh Xá thì các bạn sẽ biết. Thì sư Dinh ngồi và sư Dinh hỏi rằng đó là tại sao lại nhập vô cái xác này. Thì chị không trả lời, mặc dầu rằng chị muốn trả lời lắm, muốn trả lời sư Dinh lắm, nhưng cái miệng không nói được các bạn. Cứ hả, bắt đầu hả, đang lại cái tự nhiên sư Dinh vừa hỏi rằng tại sao nhập vô xác này, cái chị mới đưa cái tay chị bóp cái chân sư Dinh đó các bạn. Bóp cái chân xong rồi bóp 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 lên tới đầu gối. Thì lúc đó sư Dinh mới giận lên và la lên rằng là đem nó qua chính điện, bắt nó lại bên đó. Thì mọi người bắt đầu dìu chị qua, mặc dầu chị không muốn qua các bạn. Thì khi chị qua chị cũng lại. Thì cái lúc mà chị tỉnh được chút là chị cũng lại. Lại xong rồi á, là chị mới xoay qua cái người. Khi chị xoay qua chị thấy có một người đang lại kế mình. Chị xoay qua đây chị cũng thấy có một người đang ngồi lại kế mình. Mà chị nói rằng á, là lúc đó nha, bên cái lỗ tai của chị nha, có cái tiếng cười. Mà cái tiếng cười nó kinh dị, nó rợn lắm, mà nó sùm, nó đinh tai nhức óc, nó khiến cho chị rất khó chịu. Và khi chị nhìn cái người mà đang lại bên đây á, thì cái người này đang lại tự nhiên thấy chị nhìn, cái ngước lên nhìn chị mà cười. Mà cười với một cái nụ cười rất là kỳ dị, mà chị thấy rằng cái người này nè, cái mặt của họ các bạn, lông lá giống như là cái mặt khỉ, tay chân họ nha, rồi mặt mày họ lông không à, mà nhìn ghê lắm. Còn cái người bên đây ha, khi chị nhìn qua chị cũng thấy cái người này nhìn chị, rồi xong rồi hả, cũng nhìn chị cười, mà gương mặt nhìn kỳ dị, rất là kinh dị. Có nghĩa là chị thấy được những cái vong mà nhập vô cái xác của hai người bên cạnh mình các bạn. Thì lúc đó chị cũng lại tới tấp, tại vì cái trí chị á là ráng lại để cho cái vong này nó ra đi, nó không ở trong cái cơ thể mình. Thì lúc đó sư Vinh mới kêu qua lại các bạn. Và khi sư Vinh qua, sư Vinh hỏi rằng á là bây giờ á là vô xác của người ta quậy từ tối hôm qua tới giờ rồi, thôi bây giờ á là ra đi, một á là đi vô đây, là ý là vô chùa đó, để mà nghe kinh, để mà hả nghe kinh Phật để tu. Còn nếu không á, nếu không muốn vô chùa đó thì xuất ra, xuất ra rồi đi đâu đi, chứ đừng có nhập vô xác người ta. Nhưng mà chị lại không trả lời các bạn. Chị muốn trả lời lắm nhưng lại không trả lời được. Rồi xong rồi sư Vinh mới dùng một cái mỏ. Thì các bạn vô trong chùa Linh Quang Tịnh Xá đi, các bạn sẽ biết. Thì thấy hình ảnh này liên tục rồi. Thì chị nói rằng sư Vinh mới dùng một cái mỏ để gõ lên trên đầu của mình. Rồi khi sư Vinh gõ, sư Vinh kêu là ra đi, ra hả, nghe kinh Phật đi con, đừng có nhập vô xác của người ta, tội nghiệp người ta lắm. Lúc đầu thì không chịu, lúc đầu ha, chị cảm nhận được người chị khó chịu, chị nghe cái vong nó nói rằng không chịu. Nhưng sau một hồi và chị cũng cố gắng, chị chắp tay, chị tụng kinh theo, rồi xong rồi chị cũng lại Phật và chị cố gắng để đẩy cái vong này ra. Thì cuối cùng cái vong của anh Diện này ra các bạn. Và chị thấy luôn, khi mà cái vong này xuất ra rồi là chị thấy cái vong này, xong rồi chị còn thấy cái vong này lại Phật nữa các bạn. Rồi khi đó cái người chị rất là nhẹ nhàng, nhưng lúc đó chị rất là mệt luôn. Rồi xong rồi sau cái chuyện này nè, hồi đó là chị cũng tin, nhưng mà cái bản thân chị thì chị cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái chuyện này bao giờ. Rồi cũng không có nghĩ rằng tin thôi chứ không có đâu. Nhưng bây giờ là khi chị bị vậy thì chị đã tin cái chuyện tâm linh, chuyện ma là có thật các bạn. Thì Thi tin câu chuyện này của chị đó các bạn. Tại vì Thi là đi bên chùa Linh Quang Tịnh Xá rất là nhiều, mà cơ bản ai mà hỏi Thi về cái vấn đề mà trị vong á, Thi cũng chỉ qua đó không à. Thí dụ như nếu các bạn có duyên với thầy á, thì thầy sẽ giúp được các bạn. Còn nếu mà cái nghiệp các bạn quá lớn á, thì hả, cũng không giúp được. Thì thành ra là chúng ta phải là sống tốt để mà được một cái duyên lành, để mà thầy, sư thầy có thể giúp đỡ được mình các bạn. Và cũng nói thêm rằng á, là cái anh mà bị mất trong cái chuyện này là cũng do là cái số, thì
thầy tướng số, thầy tử vi đã coi cho cái anh này là cái ngày đó, giờ đó là có thể ảnh sẽ có chuyện. Có chuyện thì do là cái nghiệp của ảnh tới lúc đó là ảnh phải trả rồi. Nhưng nếu mà trước đó đó, nhiều khi mình biết được một cái tu tập, mình tu tập cho tốt thì nhiều khi lại vượt qua được cái nghiệp đó các bạn. Còn nếu không thì tới nghiệp thì mình cũng phải đi thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về cho Thi hai chuyện do chính bạn trải qua các bạn. Bạn kể một câu chuyện khi mà bạn còn nhỏ và một chuyện xảy ra mới đây thôi. Lúc bạn gửi mail về cho Thi thì chuyện này chỉ xảy ra trước khi gửi mail về 2-3 tháng thôi. Thì bạn kể rằng là khi bạn còn nhỏ thì nói nhỏ nhỏ chứ bạn cũng đã biết rồi, cũng cỡ 9-10 tuổi rồi, thì hôm đó đó nhà bạn có đám giỗ các bạn, cho nên đó là bà con dòng họ tụ họp rất là đông. Và do là hầu như mà đám giỗ của người Việt mình thì bà con bạn bè tập trung đông, rồi ăn uống cũng là linh đình, chủ yếu là đám giỗ thì cúng là ít nhưng mà gặp mặt ăn nhậu thì nhiều. Thì khi mà mọi người ăn nhậu xong, bạn cũng ăn và lúc đó thì bạn buồn ngủ, thì bạn mới vào trong phòng trong bạn nằm để mà bạn ngủ. Thì bạn nói rằng tự nhiên em đang ngủ á, em lại ngồi dậy, mà khi đó em lại không mở mắt ra được. Mặc dù em biết rằng là mình ngồi dậy đó, nhưng tự nhiên là cái thần thức của em lại muốn rằng mình đi qua bên nhà của cái chị hàng xóm chơi. Mà cái chị này nè, cũng bình thường cũng thân với bạn lắm, bạn hay qua nhà chị này chơi lắm. Và nhà chị này muốn qua phải băng qua lộ, nhà chị này đối diện với lại nhà bạn. Mà cái con lộ đó nó cũng không lớn không nhỏ, nó vừa, nhưng cũng xe nhiều các bạn. Mà mặc dù lúc đó rằng là không hiểu sao lại muốn đi như vậy. Rồi xong rồi bạn đứng dậy bạn đi, mà mặc dầu rằng con mắt bạn không hề mở mà lại nhắm mà đi ra. Nhưng mà do là mọi người đang ăn, mà các bạn đang vui vẻ đang ăn, thấy bạn đi ra thì nghĩ rằng chắc nó không ngủ nữa, rồi đi vòng vòng chơi thôi, chứ đâu có biết rằng bạn đang bị cái gì đâu, cho nên mọi người cũng không để ý. Thì khi bạn đi ra các bạn, bạn bước qua đường, bước tới, bạn đi tới giữa cái con lộ rồi á, thì tự nhiên bạn thấy, mặc dầu rằng bạn không hề mở mắt, mà bạn thấy có một chiếc xe đang lao tới mình với một cái tốc độ rất là nhanh. Và bạn nói rằng là không, tuy rằng không phải là mở mắt, đang nhắm mắt đó, nhưng vẫn thấy xe này nó lao tới. Mà bạn thấy nó lao nhanh quá, cho nên bạn sợ, bạn muốn rằng là mình sẽ chạy vô trong lề để cho không có bị cái xe này đụng. Nhưng lúc đó bạn lại không chạy được, mà cái chân bạn rất cứng các bạn. Giống như là bạn nói rằng là cái chân cứng ngắc luôn, không thể nào nhúc nhích được luôn. Mà cái người bạn thì xây lại vậy nè, và con mắt của bạn thì nhắm tịt mà lại nhìn về hướng chiếc xe. Thì lúc đó tự nhiên khi mà chiếc xe nó sắp đụng tới bạn rồi á, là chỉ còn một chút xíu nữa thôi nó sẽ đụng vào bạn đó, thì tự nhiên bạn có cảm giác như có một cái lực rất mạnh xô lên trên cái vai của mình và bạn té xuống các bạn. Bạn té, bạn ngã xuống, nhưng mà do chiếc xe này nó tới rồi, cho nên là cái áo của bạn nó vướng vô trong cái chiếc xe này, thì chỉ rách áo một chút xíu và bị chày cái đầu gối chút xíu thôi. Ngoài ra thì bạn không hề bị cái gì hết. Thì lúc này mọi người nè, những người xóm giềng của bạn rồi người nhà của bạn chạy ra, thì những người trong xóm bạn, rồi mẹ bạn mới la lên, nói trời ơi, tại sao nó đi qua đường, anh chạy xe anh phải quan sát, anh thấy nó từ xa thì anh thắng lại, nếu nó không chạy vô đường, nhiều khi nó quảng quá nó không chạy được, nó đứng chết chân đó, thì anh phải thắng lại chứ, tại sao anh chạy với một cái tốc độ rất nhanh để mà đụng, xém đụng nó như vậy. Thì khi quan coi sóc cái người bạn xong rồi thì thấy rằng chỉ chạy cái đầu gối chút xíu thôi, ngoài ra là không có bị cái gì khác. Thì lúc đó cái chú tài xế bước xuống xe và chú nói rằng là trời ơi, tôi thấy nó chứ, tôi thấy từ xa là tôi đã thấy nó rồi, và càng lại gần là thấy rằng con mắt nó nhắm tịt à. Thì tôi nghi trong bụng rồi, tôi muốn thắng lại, rồi tôi muốn là đạp cái thắng để thắng lại, và muốn nhẹ cái ga để mà không có dặn ga nữa, nhưng lúc đó tôi thắng không được. Cái chân tôi đạp, mà tôi nói rằng tôi không thể đạp cái chân được, không thể nào đạp thắng được. Mà cái tay ga các bạn giống như là có người dặn, và cái chú tài xế này á, mặc dầu chú không muốn dặn đâu, nhưng cái tay ga này giống như có người dặn cho nó mạnh, để mà chú chạy cho nó nhanh, để mà đụng vô con bé này.
Thì khi mà nghe chú này nói vậy á, thì mẹ bạn rất là lo, nhưng mà do là bạn cũng không có gì cho nên nó là cũng cho chú này đi chứ không có làm khó gì hết. Thì khi đưa bạn vào nhà hỏi bạn rằng tại sao con đang ngủ mà bữa nay con nói với mẹ con đi ngủ mà bây giờ con đi qua bên kia con để cho xém bị xe đụng như vậy, thì lúc đó bạn mở mắt được rồi, lúc bạn té xuống đó là bạn đã mở mắt được rồi. Thì bạn mới kể lại rằng tự nhiên con đang nằm trong phòng rồi con ngồi dậy mà con biết tự nhiên con lại muốn đi qua bên nhà chị đó, rồi con đi vậy đó, rồi lúc thấy xe lại con cũng thấy đó, nhưng mà con đi không được, con chạy không được mà con bị ai xô đó mẹ ơi. Thì lúc đó mẹ bạn rất lo, rất lo. Và do là trong họ của bạn đó là có một cái ông chú, ông này là chuyên môn lên đồng các bạn, nhưng mà ổng chỉ là nhận lời giúp những cái người trong nhà, bà con dòng họ thôi, chứ ổng không có là phải là đi làm thầy hay là giúp cho cái người khác mà không phải là gia đình dòng họ mình. Thì lúc đó là mẹ của bạn có qua để nhờ ông này. Thì ông này cũng bà con xa thôi chứ không phải là gần, thì được nhờ cho nên ông này cũng giúp. Và khi ông này lên đồng á các bạn, tự nhiên bình thường thì ông này đàn ông mà, cho nên phải nói cái giọng đàn ông. Thì sau khi mà ngồi gật gù xong, giống như nhập vào á, và ông này mở miệng ra nói, mà cái tiếng nói á là cái tiếng nói đó của bà ngoại của bạn các bạn. Bà ngoại bạn đã mất lâu rồi, thì nói cái tiếng nói của bà ngoại, cái giọng nói là của bà ngoại, mà cái xác thì là ông này nha. Sau đó tự động ông này xoay lại nói với mẹ bạn rằng á, con bé Quỳnh nó có sao không con? Trời ơi, hên nó là má xô nó kịp á, chứ nếu mà má không mà xô, không xô nó kịp á thì hả, lành ít dữ nhiều rồi. Trời ơi, hên quá không sao. Thì sau đó là mẹ bạn ngỡ ngàng lắm, không biết nói làm sao. Thì lúc đó ngoại bạn nói thêm rằng là hiện tại con bé Quỳnh nó đang có một cái dông nhỏ theo nó đó, cũng cỡ tuổi nó, và muốn bắt nó theo để làm bạn. Cho nên nó là bây giờ con phải cúng đi, con cúng, con năn nỉ con bé này á, là đừng có bắt nó theo, chứ nó hả là nó muốn hại con bé Quỳnh, nó muốn bắt theo đó con. Thì sau khi nói xong rồi, bà ngoại bạn đi và ông này xỉu xuống các bạn. Thì sau đó là mẹ bạn đã cúng kiến rồi, chuyện cũng xảy ra bình thường chứ không có gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà khi bạn còn nhỏ. Và cái câu chuyện thứ hai thì chỉ xảy ra mới đây thôi. Bạn nói rằng nhà của bạn á, là gần một cái cánh rừng. Thì cánh rừng này là cũng là không phải lớn cũng không phải nhỏ, nhưng mà cánh rừng này rất đẹp các bạn. Bình thường á, là có một cái con đường, thì cũng không có biết rằng á, là diễn tả cho các bạn nghe sao để các bạn hiểu. Nhưng đại loại thì tưởng tượng rằng bạn nói rằng á, là cánh rừng này nó có một cái con đường nhỏ để mà chạy, thay vì nếu mà chúng ta đi đường vòng á, thì chúng ta đi cái đường nhỏ này để qua bên cái chỗ kia nó gần hơn. Thì bạn nói rằng á, là bình thường á, là bạn với lại những người bạn của bạn hay đi lắm. Tại vì nếu đi vào buổi sáng hoặc là từ sáng đến trưa thì cảnh đẹp để mà chụp hình tự sướng đồ hay đi lắm. Thì lúc đó tự nhiên bình thường đi buổi sáng buổi trưa không à, hôm đó lại hứng lên buổi chiều các bạn, tầm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ chiều là trời nó cũng đã sắp chạng vạng tối rồi. Nếu mà chúng ta vào rừng giờ đó thì nó cũng đã chạng vạng rồi đúng không? Thì tự nhiên nguyên nhóm là gồm 6 người, tổng cộng bạn luôn là 6 người hứng lên đòi đi rừng giờ đó, đi hả chạy cái đường đó rồi để chụp hình đồ, để vui vẻ đồ. Thì khi bạn nghe vậy cũng hưởng ứng luôn và đi 3 chiếc xe, 6 bạn đi 3 chiếc xe máy các bạn. Thì đang đi vui vẻ lắm, nhưng bạn nói rằng là bình thường em đi rất là nhiều, mà tự nhiên vừa chạy vô tới rừng, chạy vô tới cái con đường ngay cái đầu rừng á, thì tự nhiên cái không khí nó rất là lạ. Mà trong người em có cái cảm giác nó rất kỳ, nó lạ dữ lắm mà không hiểu làm sao. Nhưng mà do lỡ đi rồi, 2-4 cái con quỷ kia thì nó đi rất nhanh, nó chạy nhanh lắm. Còn em với lại cái đứa bạn, tại vì bạn này không có chạy mà bạn được một cái người bạn chở, cho nên là bạn quan sát xung quanh rất là kỹ. Thì lúc đó tự nhiên bạn nghe có một cái tiếng len can, mà các bạn cứ tưởng tượng cái tiếng len can này giống như là cái chén bằng sứ các bạn, xong rồi chúng ta lấy cái chiếc đũa mà chúng ta gõ vào trong cái miệng chén đó thì nó sẽ phát ra cái tiếng len can. Thì bạn nghe rằng ủa sao ở khu này đâu có ai đâu lại nghe tiếng gõ chén. Thì lúc đó bạn mới dòm, thì do là bạn cũng biết, cũng rành cái địa thế này lắm, thì bạn biết rằng ngay cái chỗ đó đó
cái chỗ mà phát ra cái tiếng đó đó là có một cái ngôi mộ nhỏ nằm ngay đó các bạn. Thì bạn chạy qua khỏi cái đoạn đó thì không nghe gì hết. Thì do là bốn bạn kia, hai chiếc xe kia chạy nhanh quá, hai bạn này thì đi tàn tàn đi chậm hơn. Rồi tự nhiên xe tắt máy. Khi xe tắt máy, hai bạn xuống rồi đề nè, rồi đạp làm mọi cách cũng không được. Thì lúc đó bạn sợ, bạn nói rằng á, mặc dầu bình thường em đi nhiều lắm nhưng tự nhiên bây giờ em sợ, em sợ quá, em nghi trong bụng nó, trời sao tự nhiên nãy nghe tiếng gõ chán, rồi bây giờ xe bị tắt máy mà đề đạp cỡ nào cũng không lên, không nổ máy xe. Thì bạn mới niệm Phật, bạn khấn vái á, là mẹ Quan Âm á, là cho chạy mở nên nổ máy xe cho bạn chạy ra khỏi chỗ này chứ bạn sợ quá. Thì khi bạn vừa khấn vái xong á các bạn, thì xe nổ máy và hai bạn bắt đầu leo lên. Thì lúc mà chuẩn bị leo lên á, thì cái người bạn của bạn, cái người chở á, nói rằng ê mày, ê, hình như đằng kia có người xin quá gian kìa. Thì lúc đó đó bạn mới nhìn theo cái hướng đằng kia mà cái người bạn chỉ, thì bạn thấy rằng có người đang đứng ngoắc tay, giống như là ngoắc hai đứa bạn để mà xin quá gian. Thì người bạn nó nghĩ là quá gian chứ ngoắc tay để làm gì, kêu lại làm gì. Thì cái người bạn nó nói ê, hình như được bộ đội mày ơi, tao thấy mặc đồ bộ đội kìa. Thì bạn bắt đầu, lúc đó là hai bạn đã leo lên xe chuẩn bị chạy đi rồi, thì bạn nhìn thì bạn công nhận rằng cái người này á, là mặc một cái bộ đội và đeo một cái ba lô, rồi đội một cái nón tai bèo nữa các bạn, nón bộ đội đó. Thì lúc đó bạn nói rằng á, trời, xung quanh đây làm gì có ai, đâu có dân chạy quân đội, đâu có ai làm bộ đội, mà xung quanh đây hả là làm gì có dân chạy, làm gì có bộ đội đâu ra, thôi quá gian gì ngoắc gì, mày đi luôn đi chứ hả, mình còn nhỏ biết gì đâu, quá gian, không mất công, có chuyện lắm. Thì người bạn đó cũng tán thành cái ý kiến đó của bạn, cho nên người bạn đó là không có ngừng lại, mặc dầu cái ông đó đứng ngoắc tay các bạn. Thì lúc đó bạn nói rằng nha, khi mà chiếc xe của bạn á chạy ngang cái ông này đó, thì bạn do tò mò cho nên bạn có liếc để bạn nhìn. Thì khi bạn nhìn, bạn thấy rằng á là chỉ thấy được cái miệng thôi, chỉ thấy được cái miệng của ổng thôi, còn cái phần mũi với phần con mắt á thì bạn không thấy. Nhưng mà khi chạy ngang cái chỗ đó, tự nhiên cái cảm giác bạn nó lạnh, mà bạn nói rằng á là lạnh, mà gọi là lạnh cống luôn á các bạn. Tự nhiên nó lạnh, cái không khí nó lạnh đến nỗi mà nó rợn người. Mà tự nhiên lúc đó cái người bạn của em á gồ ga lên chạy, mà tự nhiên nó chạy nhanh, không biết có chuyện gì mà nó chạy nhanh quá trời luôn. Thì khi mà ra khỏi cái cánh rừng này rồi á, là khi đi hết cái con đường rừng này rồi á, thì mới gặp bốn cái người bạn kia, hai chiếc xe kia. Thì bốn người bạn kia mới hỏi rằng tụi bay làm gì chậm chạp vậy. Thì bạn này mới nói xe bị hư, xe bị tắt máy, đạp quá trời không nổ, nhưng hơn nó cũng nổ. Rồi xong rồi tự nhiên người bạn kia mới buộc miệng, mới hỏi những cái người bạn, bốn bạn kia rằng á là ủa, mới nãy mày chạy, tụi bay chạy ra, tụi bay có thấy chú bộ đội nào không? Chú bộ đội nào đứng hả ngoắc tay xin quá gian không? Thì bốn bạn này nói rằng không, đâu có đâu, làm gì có ai, có tụi mình nè, chứ làm gì có chú bộ đội nào, mày khùng hả? Xung quanh đây làm gì có hả danh chạy quân đội nào, mà làm gì có chú bộ đội. Thì người bạn nó ngớ ra và xoay lại nhìn bạn. Thì bạn cũng biết rằng cái người bạn đó biết là mình thấy cái gì rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà và bạn sau này bạn có về, bạn có kể lại cho gia đình bạn nghe đó, thì gia đình bạn nói rằng hồi xưa chiến tranh đó là bộ đội đồ hả là liệt sĩ chết nằm xuống ngay chỗ cái cánh rừng đó rất là nhiều, mà người nhà thì cũng không phải là ai cũng tìm được hài cốt các bạn, cho nên đó là hài cốt của các chú vẫn nằm tại đó. Thì thành ra nhiều khi là bạn thấy một trong những chú đó. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 275 rồi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 276. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn đã gửi về cho Thi. Các bạn ơi, hôm nay là Thi ngồi Thi viết nè. Thi viết để mà Thi gửi móc khóa cho các bạn. 100 bạn đã gửi mail về cho Thi hôm trước để mà Thi gửi móc khóa về cho các bạn, thì chắc tầm trong khoảng 10 ngày đổ lại thì các bạn sẽ nhận được móc khóa nha. Và những bạn nào mà lên trên Facebook á, nhắn tin cho Thi á,
thì các bạn thông cảm, Thi có thể xem được tin nhắn nhưng mà không có trả lời được các bạn. Hiện tại thì Facebook của Thi đang bị chặn còn 25 ngày nữa chứ nhiêu. Thi không có thể like, không thể comment, không thể nào đăng bài được, cho nên Thi tạm thời sử dụng fanpage Misu Thi Thanh Phạm để giống như một cái Facebook cá nhân của mình nha. Các bạn muốn nhắn tin cho Thi á, thì các bạn vào trong fanpage Misu Thi Thanh Phạm nhắn tin cho Thi thì Thi mới trả lời được các bạn nha các bạn. Cho nên nó là các bạn thông cảm, nhiều bạn á, là nhắn xong cái thấy Thi đã xem rồi mà không trả lời, cái trách móc lại nhắn thêm một tin trách móc rằng á, là tại sao chị Thi xem rồi mà không trả lời em. Thiệt tình là muốn trả lời, muốn lắm, nhiều khi có việc gấp muốn trả lời lắm nhưng trả lời không được. Thành ra là các bạn qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm nhắn giùm Thi nha các bạn. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, một tuần mới làm việc hăng say nha các bạn. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.